Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Thì hôm nay em xét cho anh em một bộ máy bù lông với giá 4.400.000 để cho anh em sửa xe máy. Thì cái máy này chính hãng, bảo hành 3 năm. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ mình 0962 232 180, và nó đi kèm với một pin và một sạc và một máy. Thì sạc điện 220. Máy này nó sản xuất 2021 nha anh em, và lực của nó là 447 Newton, khẩu 1/2. Những anh em mà sửa xe máy này thì chơi em này cũng ok, mở bánh sau của xe máy thì ok nha anh em. Thì cái này là chỉ có 4.400.000 thôi, nó có phiếu bảo hành các kiểu. Thì những anh em xem đây, phiếu bảo hành này, phiếu bảo hành, catalog và máy mới chăm chăm. Máy này có mã QR code và bảo hành cho anh em là 3 năm, tem chống hàng giả. Thì xuất xứ của máy này là China, khẩu 1/2 và bảo hành chính hãng 3 năm. Đây, bootleg không chịu than, giá là 4.400.000. Đây là chuyên mở ốc từ khoảng 32 ốc 32 trở lại nha anh em, và có 3 cấp độ điều chỉnh. 3 cấp độ điều chỉnh tốc độ này, 1 2 3 này. Có 3 lực là chỉnh tốc độ là 900, 2000 và 2000. Ok, combo này giá của nó là 4.400.000. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Những anh em nào quan tâm liên hệ mình 0962 232 180. Và combo này những anh em ở xa cập cho mình 100.000, mình sẽ ship tới nhà kiểm tra hàng và thanh toán, test hàng kiểm tra thanh toán luôn. Và nếu mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship cho anh em. Cảm ơn anh em.